động từ thì cuối tam luôn một thì, và có một số thành phần trạng ngữ cũng như là đại từ sẽ thay đổi. Ví dụ đó, ví dụ nào sẽ chuyển thành gì các bạn, cùng bật mic lên nhé. Nào, Hình xem then, this, that that, here, here, there, these, those those, today, that day, tonight, last night that night, tomorrow. the next day, the following day, Yes, yesterday, the previous day, the day before, the previous day. Được chưa? Đó là một số cái từ, trạng từ, đại từ chỉ định cần phải thay đổi đúng không ạ? Cái start day, tone, here, there đó, đại từ chỉ định. Thì chúng ta nhớ là câu trực tiếp gián tiếp theo quy tắc lùi một một thì động từ theo quy tắc lùi một thì. Okay. Vậy hôm nay chúng ta sẽ vào ngữ pháp của bài 12 này các bạn ơi. Ngữ pháp của bài 12 vẫn liên quan đến trực tiếp gián tiếp. Được chưa ạ? Các bạn cứ ôn phần này cho kỹ. Nên cô sẽ quay lại cái phần ngữ pháp của bài thứ 10 các bạn nhé. Đó là cái tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn và nếu còn thời gian thì sẽ đi vào cái phần gì ạ? Phần từ vựng một chút. Vocabulary. Unit 10. Bài thứ 10 nữa không ạ? Ok, khi nhắc đến thì tương lai, tương lai đơn thì các bạn nhớ là cái thì này có công thức là gì các bạn? Tương lai đơn. Will không thôi hả? À? Đúng không? Will không thôi. Khi nhắc đến tương lai đơn thì luôn luôn nhớ đó là will verb there, đúng không ạ? À? Với mọi chủ ngữ thì chúng ta nhớ đó là will verb there, bởi vì will là động từ khuyết, khuyết thiếu. Hôm nay mình sẽ đi vào thì tương lai tiếp diễn. Ok. Future continuous tense. Tương lai tiếp diễn. Future continuous tense. Cái thì này người ta gọi là thì tương lai tiếp diễn. Thế để hiểu như thế nào là thì tương lai tiếp diễn thì chúng ta chia đôi vở thôi cô. Cô sẽ lấy hai ví dụ, mỗi bên hai ví dụ. Đã. Nhất bên này các bạn để thì tương lai đơn. Future simple tense. Và một bên này mình để tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn. Và chờ một chút, một vài giây cho cái bảng xuất hiện lại. Ok. Tương lai tiếp diễn rồi. À. Chúng ta sẽ cùng vào nhìn vào một số ví dụ sau. Ví dụ thứ nhất. I will have a test tomorrow. Dạ, câu thứ hai, nhưng mà thiểu. Thì tương lai đơn đúng không ạ? Đó thì khi nhắc đến tương lai đơn thì chúng ta đều nhớ công thức đó là will verb bear. Có ai biết vì sao chỗ này động từ lại để verb bear không các bạn ơi? Vì sao chỗ này động từ lại để verb bear mà chúng ta sẽ không chia động từ ở đây ạ? Ai nhớ thì bật mic lên em. Đó. Không ai nhớ ạ? Hay là nhớ nhưng mà chúng ta không bật mic lên? Thư, vì sao chỗ này để verb bear mà không chia động từ ở đây em? Anh Thư.
Thưa nhìn thấy đâu cả. Không nghe thấy gì thưa ạ. Nguyễn Như, vì sao chúng ta động từ để verb pair mà chúng ta lại không chia động từ? Đó đã là phụ trợ động từ nên không phải chia ạ. Trợ động từ gì em? Sao verb pair nó là trợ động từ được? Đây là động từ chính của câu mà. Ờ, các bạn có định học bài mới hay không đây? Đây mới là bài cũ, chưa phải bài mới. Mi, vì sao động từ đây là nguyên thể ạ? Verb pair này mà không chia động từ ạ? Đây là động từ chính của câu, cho định trợ động từ. Cô là will là động từ thiết thiếu ạ. Các bạn chỉ cần hiểu đơn giản vậy thôi, vì will là động từ thiết thiếu. Sau động từ thiết thiếu thì với mọi động từ chính ta để verb pair đúng không ạ? Không cần phải chia động từ ở đây vì will là động từ khuyết thiếu. Chứ cái sao lại verb pair là trợ động từ được? Verb là verb, sao verb là trợ động từ? Động từ là động từ, trợ động từ là trợ động từ. Đừng có nhầm lẫn những khái niệm này với nhau. Dấu khi nhắc đến thì tương lai đơn, các bạn nhớ là will verb pair đúng không ạ? Vậy những dấu hiệu của thì tương lai đơn gồm những từ nào, các bạn liệt kê lại cho cô. Thấy những cái từ nào thì các bạn sẽ phải chia câu này ở thì tương lai đơn ạ. Dấu hiệu thứ nhất là gì? Lớp bật mic lên ạ. Tomorrow, một trong những dấu hiệu không thể bỏ qua. Đồng ý tiếp đi em, cô vẫn đang nghe. Next month, next day. Tomorrow, từ thứ hai đó là từ next. Đồng ý tiếp đi em. Soon. Chuyển sớm thôi, chính xác. Tiếp. Tối nay là gì nhỉ? Tonight. Đúng rồi, còn gì nữa không em? Cụm từ trong tương lai hoặc in the future hoặc là in cộng với thời gian trong tương lai thì các bạn nhìn này. Đó. In the future. In 2030. Năm này đã xảy ra chưa ạ? 2030 chưa đúng không? Đó, vậy thì đây là cái dấu hiệu của tương lai. Bạn thấy là một trong thì tương lai đơn, đặc biệt tương lai đơn thì có năm dấu hiệu chính: tomorrow, next, soon, tonight và in cộng với thời gian trong tương lai như thế này. Được chưa ạ? Ok. Bây giờ chúng ta thấy là đây là hai ví dụ của thì tương lai đơn. Will verb pair, will verb pair đúng không ạ? Will và will have. Đó. Các bạn nhìn xem cái thì tương lai tiếp diễn có đặc điểm gì khác với thì tương lai đơn. Cô sẽ lấy cùng một cái động từ cùng với trường nghĩa như vậy. Nhưng mà chiều. Đó, hai ví dụ. Vậy các bạn thấy là nhất mình nhìn vào cái phần công thức cho cô. Will be, đúng không ạ? Will be having, will be visiting. Các bạn có đồng ý cái chỗ này không ạ? Đó. Vậy will be having và visiting đây động từ để đuôi gì đây các bạn? Để đuôi in. Thì các bạn thấy là tất cả các thì tiếp diễn đều có công thức là gì ạ? Be cộng verbing đúng không? Tất cả các thì tiếp diễn đều có công thức là be cộng verb. Đó. Vậy tại sao be ở đây mà chúng ta lại để nguyên thể như thế này, verb pair như thế này, sao các bạn không chia thì giống như giải thích đó là động từ will là động từ quyết thiếu đúng không ạ? Vậy sau đó thì tất cả động từ sẽ để nguyên thể, thấy là đây chính là công thức. Đó, công thức có thể khẳng định của thì tương lai tiếp diễn. Dạ. Tất cả sẽ là will be verbing. Đó, be này chính là verb pair rồi vì nó đứng sau động từ khuyết thiếu will. Đó. Được chưa? Đây là công thức nền tảng chung will be verbing. Ok. Tương lai tiếp diễn.
Đó, các bạn nhớ vậy, be này các bạn để nguyên, giữ nguyên nguyên thể, thì đằng sau động từ thuyết thiếu will. Đó, vậy làm thế nào để các bạn biết được câu 1 và câu 2 nó là ở thì tương lai tiếp diễn mà không phải ở thì tương lai đơn dựa vào dấu hiệu nào, các bạn có biết không ạ? Chúng ta nhìn xem trong ví dụ này có cái đặc điểm gì khác so với cái ví dụ 1, 2 của thì tương lai đơn. Có thời gian cụ thể. Có cái thời gian cụ thể ạ. À rồi, các bạn thấy ở đây là cái gì ạ? Có cái thời gian cụ thể. Đúng chưa ạ? Nó vẫn có tomorrow, nó vẫn có next week. Đúng không ạ? Nó vẫn có dấu hiệu của thì tương lai, đúng không? Vì bản thân, bản chất cái thì nó vẫn là tương lai mà. Đúng không ạ? Tương lai tiếp diễn thì suy ra là nó vẫn giữ nguyên cái dấu hiệu, vẫn có dấu hiệu của thì tương lai đơn trong này. Dấu hiệu của thì tương lai. Nhưng mà nó khác với thì tương lai ở cái gì ạ? Ở cái at cộng với giờ này, hoặc là cái cụm từ at this time này, người ta gọi là cái này gọi là thời điểm cụ thể, đúng không các bạn? Đúng chưa ạ? Cái này gọi là thời điểm cụ thể. Đó, vậy thì các bạn thấy là cách sử dụng của thì tương lai đơn, nó là diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể. Đây ạ, chính là cái cụm từ này. Trong tương lai. Ok. Và thì tương lai tiếp diễn này, nó khác với thì tương lai đơn ở cái gọi là cái diện thời điểm cụ thể này này. Cái phần cô cái chân màu trắng đấy các bạn. Gọi là thời điểm cụ thể. At cộng với giờ. Theo khung này. Đó, cái này người ta gọi là thời điểm cụ thể. Còn cái dấu hiệu của tương lai chính là thời điểm cụ thể trong tương lai, nhìn thấy chưa ạ? Đó, cái cách sử dụng của thì tương lai tiếp diễn các bạn nhớ là diễn tả hành động sẽ đang xảy ra, được chưa ạ? Nhớ là tại một thời điểm cụ thể, à, đấy, cụ thể được chưa ạ? Trong tương lai. Vậy cái thời điểm cụ thể là cái gì? Cái thời điểm cụ thể này chúng ta sẽ thường nhìn thấy các cụm từ sau. Cụm từ thứ nhất của chúng ta đó là at cộng với giờ, được chưa ạ? À, có thể là at 7 p.m. 9 p.m. đó. Cái thời điểm thứ hai, cái cụ thể đây này, có thể là cụm từ at this time, hoặc cái cụm từ at this moment. Đó, đây là ba cái dấu hiệu thể hiện cái sự cụ thể. Đó. Và trong tương lai, đúng không ạ, thì sao ạ? Trong tương lai thì sẽ có hai cái dấu hiệu hay được dùng trong cái thì tương lai tiếp diễn này, đó là từ tomorrow. À, hoặc là the next, được chưa? Đây là hai cái từ hay được dùng trong cái tương lai tiếp diễn. Vậy thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể, được chưa? Thời điểm cụ thể trong tương lai. Đó. Vậy thì cái thì tương lai tiếp diễn này khác với thì tương lai đơn ở cái dấu hiệu đó là cái thời điểm cụ thể. Đó, và cụ thể đó thông thường sẽ biểu hiện trên mặt chữ viết, đó là các cụm từ at cộng với giờ, được chưa ạ? At 10 a.m., at 11 a.m., at 2 p.m. đó, at cộng với giờ, hoặc cái cụm từ at this time, at this moment, và vẫn tất nhiên là vẫn phải có dấu hiệu của tương lai, vì đây vẫn là tương lai tiếp diễn, bản chất trong cái kỳ này vẫn có dấu hiệu của tương lai, đúng không? Vẫn có từ tương lai. Đó. Thế nên là các bạn chú ý những cái thời điểm cụ thể này, đó. Biểu hiện trên mặt trên các cụm từ trên mặt chữ viết nhận dạng đấy ạ. Ok, còn thì tương lai đơn thì sao? Năm dấu hiệu chính kia và không có thời điểm cụ thể. Tomorrow, next soon, tonight và in cùng với thời gian trong tương lai. Và tương lai các bạn nhớ là tương lai đơn diễn tả hành động sẽ xảy ra trong tương lai. Mình lưu ý là cái hành động này sao ạ? Chưa có kế hoạch rõ ràng. Hành động này chưa được lên kế hoạch. Vậy thôi. Và vậy chúng ta nhìn lại. Trên tay viết lại. Đó. Will be verbing đúng không ạ? Will be verbing. Thì tương lai tiếp diễn công thức chung will be verbing. Bây giờ cô sẽ viết lại công thức của thì tương lai tiếp diễn cho chúng ta, câu khẳng định của bạn xem chúng ta phía trước. Will be verbing. Đó, này gồm lại của thì tương lai đơn này, được chưa ạ? Tương lai. Và phần này là của tiếp diễn, được chưa ạ? Gộp lại thành tương lai tiếp diễn. À, và cô lưu ý chúng ta cái từ be ở đây, các bạn có được chia nữa không ạ? Không ạ.
Chúng ta không được phép say to be này nữa vì đây là động từ khuyết thiếu rồi. Nó đứng sau động từ khuyết thiếu will này này. Nên đề nghị các bạn chỗ này giữ nguyên là nó là verb be rồi đó. Đừng có dạy gì mà chia to be ở cái trong cái tương lai đơn, tương lai tiếp diễn này. Ok, vậy thì câu phủ định theo các bạn sẽ thêm not vào đâu ạ? Not a will. Chính xác, will not, viết tắt là when, đúng chưa ạ? Ok, đồng ý. Câu nghi vấn thì các bạn sẽ đảo cái gì lên? Đảo will lên đầu. Đảo will trợ động từ khuyết thiếu will lên trước chủ ngữ. Được chưa ạ? Và cuối câu các bạn nhớ có dấu hỏi chấm. Thành một cái dạng câu hỏi yes hoặc là no. Yes, no question. Hay vậy thì chúng ta tổng kết lại. Thì tương lai tiếp diễn này khác với thì tương lai đơn ở điểm nào ạ? Có biết không? Thì Trang Mai Linh, Ngài My Hà Anh, Nam lên em. Tương lai tiếp diễn khác với tương lai đơn ở điểm nào? Mai Linh. Em đơn cô, tương lai tiếp diễn khác với tương lai đơn là tương lai tiếp diễn nó có thời gian cụ thể hơn. Thời điểm cụ thể đúng không ạ? Nó khác với thì tương lai đơn ở cái dấu hiệu đó là thời điểm cụ thể. Và thời điểm cụ thể này thì em sẽ có những cái cụm từ nào để thể hiện đây là thời điểm cụ thể này, Mai Linh? At this time, at this moment, time vào giờ phút này và thời gian này, at this moment vào giờ khắc này đúng không ạ? Và một cái dấu hiệu không thể bỏ qua đó là at cộng với gì? Thời gian. Giờ. Ok, at giờ, chính xác, at cộng với giờ, thời gian ở đây, đồng ý. Vậy chúng ta sẽ cùng đi vào cái phần bài tập. Các bạn hãy mở sách của chúng ta. Bài thứ 10 á, unit 10. Vậy xong phần này nhá, thì đến bài 11, 12 thì mình muốn cho chúng ta đã nghiên cứu cái câu trực tiếp gián tiếp đúng không ạ? 11, 12 của chúng ta đều liên quan là trực tiếp gián tiếp thì các bạn đã đi được nền móng của trực tiếp gián tiếp rồi. Nên hôm nay cần phải đi lại cái bài 10 cho các bạn. Đó. Thì tương lai tiếp diễn, được chưa? Các bạn khi nhìn vào sách, chúng ta các bạn phải có công thức này. Rồi. Các bạn nhìn vào bài thứ tư, trang 119. Ta mở trang 119 thưa cô. Workspace, trang 119 ạ. Ok, phần này thì liên quan một chút đến cái nhóm động từ theo sau là to verb và going. Được chưa ạ? Thì các bạn thấy là từ câu 1, nhìn từ câu 1 này đến câu thứ đến câu thứ 8 này là chủ yếu là động từ theo sau là to verb hay là going. Chúng ta sẽ nhìn vào cái phần thì tương lai đơn và tương lai tiếp diễn cho cô trước về tổng hợp các kỳ đúng không ạ? Đây, nhìn từ câu thứ 11 nhé, tương lai này. Các bạn nhìn từ câu thứ 11 trước. Theo các bạn thì câu 11 này các bạn sẽ chia thì gì? Câu này có phải là at this time không? Theo các bạn câu 11 này có phải ở thì tương lai tiếp diễn không? Có hay là không? By this time tomorrow? Có. Có. Theo các bạn ý kiến là chúng ta sẽ chia thì này ở tương lai tiếp diễn, nhưng mà chúng ta lưu ý cái cụm từ by this time thì các bạn nhớ lại cho cô cái thì gì ạ? Quá khứ hoàn thành cho cô một chút. Được chưa ạ? By
By the time hoặc là by cộng với thời gian trong quá khứ, mình sẽ phải để thì quá khứ hoàn thành đúng không? Vậy thì trong cái cụm này by this time, by cũng có thời gian trong tương lai như thế này, bạn sẽ phải để tương lai hoàn thành. Đó. Nó khác nhau ở cái dấu hiệu, nó vẫn chung cái cụm từ by the time, by this time được chưa ạ? Và cái từ by này này, tính cho đến trước khi đó đó ạ, được chưa ạ? Thì nó sẽ khác nhau ở nếu phía sau đó là dấu hiệu của quá khứ thì chúng ta sẽ để quá khứ hoàn thành, còn nếu sau đó là dấu hiệu của tương lai các bạn sẽ để tương lai hoàn thành ở đây. You have learned. Một chút. Tiếp theo nữa. Rồi, phần này nó chưa rõ lắm đúng không ạ? Câu thứ này đều quá khứ thôi. Cô xem thế cho sao có để các bạn động từ ở đây không? Và ok, đây rồi. Các bạn mở bài 7 trang số 125 á. Bài 7 trang 125 nha. 125. 125. Tổng hợp các thì ở đây nhưng sẽ có một số dấu hiệu cho các bạn. Tương lai tiếp diễn. Câu 1 thì sao ạ? At 8 a.m. tomorrow, he with his friends in America. Theo các bạn thì câu này sẽ ở thì gì ạ? Tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành hay là tương lai hoàn thành tiếp diễn? Muốn thì tương lai, thì trong khi đó bạn đã học từ tương lai đơn và tương lai tiếp diễn rồi đúng không ạ? Tôi sẽ hỏi hai thì này là chính. Tương lai đơn hay tiếp diễn các bạn? Tương lai tiếp diễn. Dựa vào dấu hiệu nào mình biết được tương lai tiếp diễn? At 8 a.m. tomorrow. Đây chính là cái thời điểm cụ thể đúng không ạ? Đây là thời điểm cụ thể. Và đây là thời điểm cụ thể trong tương lai đúng không ạ? At cộng với giờ. Còn lưu ý chúng bạn đây là at cộng với giờ. Vậy chữ này he làm sao ạ? Tương lai tiếp diễn thì làm sao các bạn nhỉ? Will be chatting video. He will be chatting. Not a video chatting. Có để bỏ cái video này. Bạn đỡ bị bối rối được chưa? Chatting with friends in America. Next, number two. Chúng ta thấy câu thứ hai này dấu hiệu của thì gì ạ? Có ai nhận ra câu hai là dấu hiệu của thì gì không? Thì hiện tại tiếp diễn ạ. À, dựa vào dấu hiệu nào với hiện tại tiếp diễn em? Dựa vào listen. Động từ có dấu chấm than đúng không ạ? Chính xác vậy. Our teacher. Is trying to explain a very very important knowledge. Có phải không? Em nghĩ là are trying. Our teacher is trying. Có đúng không các bạn? Is trying. À, nhiều bạn sẽ nói đây là hiện tại tiếp diễn, đồng ý có dấu hiệu của lesson, nhưng mà có một số động từ chúng ta không bao giờ dùng với thì tiếp diễn, thì từ tries này là một trong những động từ đấy. Được chưa ạ? Vậy vì sao? Cái nhóm động từ, nhóm yêu ghét ấy, các bạn cũng không bao giờ dùng với thì hiện tại tiếp diễn. Được chưa ạ? Tiếp theo nữa là những cái động từ mà sao ạ? Chỉ cảm xúc. Ok, cô sẽ liệt kê một số cái động từ mà nếu như không nhầm thì cô đã cho chúng ta cái phần này rồi, nhưng có thể chúng ta lại quên mất cái kem động từ không bao giờ dùng với thì tiếp diễn. Thứ nhất này, nghĩ chỗ này nhá, không bao giờ luôn, được chưa? Không dùng với thì các thì tiếp diễn nói chung, không được chia ở các thì tiếp diễn. Vậy thì nhóm thứ nhất đó là nhóm gì ạ? Nhóm yêu ghét. Không bao giờ bạn thấy được nói là I am liking, she is liking, không bao giờ có, she is enjoying, không bao giờ có cái cấu trúc đấy.
Ok, vậy thì you get gồm những cái động từ nào nhóm thích ngợi? Like, love, enjoy, fancy, adore, đúng không ạ? Might, đó. Prefer, làm gì có. I am laughing, she is laughing, không có, đúng không ạ? Muốn enjoy. Yeah. Adore. Rồi gì nữa? Might, prefer. Cô viết lại chỗ này, yêu đây. Prefer, đó. Không bao giờ một thì tiếp diễn các bạn nhé. Like, love, enjoy, fancy, adore, might, prefer. Bên ghét thì có từ gì ạ? Hate, dislike. Mức độ tăng dần. Dislike, không thích. Hate, và gì ạ? Detest. Có cái từ loathe, ghét cay, ghét đắng. Đúng chưa? Đó. Những cái động từ này không bao giờ dùng với cái thì tiếp diễn. Nhóm đầu tiên không thể bỏ qua đó, nhóm yêu ghét được chưa ạ? Nhóm thứ hai là những cái động từ mà chỉ cảm giác. Ví dụ như là feel, động từ chỉ cảm giác, cảm thấy, đúng không ạ? Ném này, ngửi thấy này, feel, taste, smell. Còn gì nữa không? Đặc biệt chú ý cho cô là những cái động từ mà ở phía sau, theo sau là to verb. Cô sẽ lấy ví dụ. Không có I am needing, we are needing, không có, đúng không ạ? Need, want này. Đó. Rồi thì những cái động từ như thế nào ạ? Rồi kể cả cái động từ, những động từ mà theo sau là verb to verb, hoặc những cái động từ các bạn này. No, understand. Đó. Hiểu biết theo cái gọi là gì ạ? Nhận thức. No, understand, hiểu biết. Bên này verb to verb thì nhiều lắm, rất là nhiều. Hai cái từ need và want là cơ bản, đúng không ạ? Need, want, rồi thì expect, mong chờ, mong đợi. Expect somebody to work, expect to, đúng không ạ? Đó. Hoặc là gì? Promise, hứa làm gì đó. Promise to, rất là nhiều cái nhóm động từ mà và sau này sẽ nghiên cứu là có hai động từ trong câu và đi liền với nhau. Lần này nó sẽ đạt được dạng là verb bear, to verb hay là verb being. Thì verb bear ấy, verb bear các bạn đã gặp, ví dụ như là động từ gì ạ? Động từ khuyết thiếu đấy. Là một trong những cái dạng mà verb bear cô đang nhấn mạnh chúng ta cái động từ. Trong có câu có hai động từ đi liền với nhau và nó có dạng verb và to verb như thế này. Ví dụ we need, chúng ta cần này. We need to protect the environment. Chắc cần phải bảo vệ môi trường. Đây tôi lấy một ví dụ để các bạn nhìn. Và các bạn sẽ thấy là sao ạ? Đây thì cái động từ need này không bao giờ các bạn được phép chia thì tiếp diễn cả. Không có we are needing, không có chuyện đấy. Và vậy thì có một số và nhóm cuối cùng đó là nhóm gì ạ? Nhóm chỉ sự sở hữu của ai đó, thuộc về ai đó. Một nhóm yêu ghét, nhóm thứ hai cảm giác, được chưa? Cảm thấy này. Không có tôi đang cảm thấy, cô ấy đang cảm thấy, không có trường hợp này xảy ra. Ném này, taste, smell là ngửi thấy, được chưa? Gọi là chi giác. Đây là động từ nhận, theo sau là verb to verb. Đây là động từ nhận thức, hiểu biết này, know, understand. Rồi thì believe, đó, tin tưởng á, thì những cái động từ này nó không thể nào mà đi với tiếp diễn được, còn rất là nhiều. Ngoài ra nó là động từ chỉ sự sở hữu. Sở hữu, ví dụ như từ own. Đó. Sở hữu cái gì? Bản thân cái này nó có nghĩa là sở hữu. Hai, belong to, này có nghĩa là thuộc về. Belong to. Được chưa ạ? Nếu từ have và mang nghĩa là có và chỉ sở hữu, chúng ta cũng sẽ không dùng với thì hiện tại tiếp diễn, các thì tiếp diễn nói chung. Và vì sao cái từ try vừa rồi chúng ta lại không dùng với thì tiếp diễn như các bạn nhìn thấy nhé? Try to work, cố gắng làm gì, được chưa? Thì nó vừa thuộc cái mảng là gì, động từ theo sau là verb to verb đây này. À, nên là chúng ta không dùng với thì hiện tại tiếp diễn được cái động từ try vừa rồi.
Đây cũng là một mảng ngữ pháp rất quan trọng trong những nền tảng tiếng Anh của chúng ta. Nhóm động từ vì sao nó quan trọng? Vì động từ là linh hồn của câu, hiểu chưa ạ? Nên là cái phần này chúng ta nếu có thời gian thì cô sẽ đi sâu vào chúng ta một chút. Động từ theo sau là verb pair, to verb hay là verb end như thế này. Vậy hôm nay cô đưa cho các bạn 5 cái gạch đầu dòng. Những cái động từ mà không dùng với các kỳ tiếp diễn nói chung như chuyện bao gồm hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, hiện tại hoàn thành tiếp diễn, quá khứ hoàn thành tiếp diễn, tương lai hoàn thành tiếp diễn cũng là tương lai hoàn thành các kỳ tiếp diễn nói chung. Trong khi đó hai kỳ hay dùng nhất đó là hiện tại tiếp diễn và quá khứ tiếp diễn, được chưa? Không dùng với các kỳ tiếp diễn, tức là cái loại mà be cộng verb ấy nhá. Đây là các kỳ tiếp diễn đúng không ạ? Nhóm đầu tiên không thể bỏ qua you get. Chưa bao giờ chúng ta thấy được là sao cái câu là I am liking đúng không ạ? Cooking. Mà chúng ta chỉ thấy là gì? Chúng ta chỉ thấy là I like. Không có cái này. Ta chỉ thấy là I like cooking. She likes cooking đúng không các bạn? Đấy là lý do vì sao mà trong câu có dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn mà chúng ta không chia ở cái hiện tại tiếp diễn là vì như vậy. Vì chúng ta có nhóm động từ như thế này. Không dùng với các kỳ tiếp diễn. Nhóm trí giác này. Nhóm nhận thức này. No understand, believe. Tin tưởng, hiểu biết. Đó. Sở hữu, mang tính sở hữu, thuộc quyền sở hữu của ai đó. Own, belong to. 5 ngày đầu dòng nhé. Tôi quay lại bài. Tương lai tiếp diễn nữa. Câu thứ ba thì sao các bạn? Thanks for your invitation to your party tomorrow. But I work all day tomorrow. Theo các bạn đây sẽ dùng được cái gì ạ? Tương lai đơn ạ. Tương lai đơn à? Hay tương lai tiếp diễn đây? Chúng ta có tomorrow ở đây chính là tương lai rồi. Đồng ý. Vậy các bạn chọn tương lai đơn hay tương lai tiếp diễn? Chúng ta nhìn thấy cái cụm từ này. Ô trời, cả cái ngày mai luôn đấy. Nếu mà để nhấn mạnh tính liên tục của hành động, đúng không ạ? Nhấn mạnh tính liên tục của hành động, các bạn sẽ dùng ở đây cái gì đây? Nên dùng tương lai tiếp diễn hay dùng tương lai đơn? Đây cũng được coi là một dấu hiệu cụ thể đúng không ạ? Sẽ là dùng tương lai tiếp diễn. I will be working. Four. Câu thứ tư có dấu hiệu gì không các bạn? People a lot of time to send letters to those who were far away 10 years ago. Dấu hiệu gì không ạ? Câu 4. Quá khứ đơn ạ. À, dựa vào từ nào biết là quá khứ đơn em? Từ 10 years ago. À, ago. Quá khứ đơn mà chỗ này chúng ta sẽ chia là gì? It. It. Cái quá khứ của take là gì ạ? Took. Đó, thì các bạn biết thì các bạn cứ tự cứ bật mic cho cô đáp án. Trong lớp không có nhiều bạn, không sợ ổn được chưa ạ? 15. In the next 15 years, people will each other buy glasses. Câu 15 này có dấu hiệu gì không các bạn? Cả lớp ạ? À? Thế có phải gọi từng bạn một? Sammy? In the next 15 years. Okay, what tense is it? Interactive, what tense? Ờ thì tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn có dấu hiệu cụ thể không em? Cô hỏi My ở đây có thấy dấu hiệu cụ thể trong cái cụm từ này không? Next 15 years. Next 15 years. Trong vòng 15 năm tới. Được, vậy thì 15 năm này có cụ thể không? Có không nhỉ?
Không. Nó không cụ thể. Được chưa? Trong vòng 15 năm tới, tương lai đơn thôi em. Nó không có cụm từ at cũng bây giờ, không có cụm từ at this time by at this moment, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ để ở đây là thì tương lai đơn. Hiểu. Cũng chưa chắc nó xảy ra đúng không ạ? Sẽ thôi, communicate, không có kế hoạch nào cả. Number 6, which TV program at 1 p.m. tomorrow? Câu thứ 6 các bạn thấy có dấu hiệu của thì gì ạ? Tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn. À, dựa vào từ nào biết tương lai tiếp diễn em? At 1 p.m. tomorrow. Đây là thời điểm cụ thể đây đúng không ạ? Vậy các bạn sẽ chia như thế nào? Which? Which TV program will you be watching? Đây là câu hỏi đúng không ạ? Các bạn nhớ là nào? Will lên trước chủ ngữ và chủ ngữ chúng ta đây you. Will you be watching? Will be watching. Sẽ đang xem gì? Câu thứ 7 theo các bạn thì sao ạ? When she comes to class late today, the teacher a lot of things the board. Khi giáo viên đến lớp muộn, đúng không ạ? Khi giáo viên đến lớp muộn vào ngày hôm nay thì giáo viên làm gì? Theo các bạn ở đây sẽ chia thì gì ạ? Ở đây có chia các thì quá khứ được không? Thứ nhất, câu hỏi chúng ta là ở đây có chia các thì quá khứ ở đây được không? Không. Không. Hiện tại đơn. Các bạn thấy là mệnh đề này ở hiện tại đơn thì các tất cả các thì quá khứ các bạn loại được chưa? Bao gồm quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn loại, quá khứ hoàn thành cũng loại. À vậy thì nhớ cho cô là thì hiện tại đơn thì có một cái từ when như thế này nó sẽ liên kết với nhau cái gì? Nó sẽ đây là cái sự gì kết hợp thì với nhau. Hiện tại đơn thì có thể kết hợp được cái gì ạ? Với tương lai đơn. Thì đến lớp muộn thì sẽ đó sẽ làm gì đó. Để tương lai đơn will write lot of things on the board. 8. In the year 2030, they their phone calls by their mind. Câu 8 này là dấu hiệu của thì gì ạ? Hiện tại đơn. Hiện tại đơn à? Câu 8 à? Các bạn thấy là năm này xảy ra chưa? 2030 đã đến trước đây, năm nay mới là 2022, còn 8 năm nữa mới đến 2030. Vậy thì câu này chúng ta phải để hiện tại hay là tương lai ạ? Tương lai ạ. À, và đơn giản tương lai đơn, không có dấu hiệu cụ thể nào ở đây hết. Nên chúng ta sẽ có will và bear đúng không ạ? Will control. Cô có chuyên một file về tương lai đơn cho các bạn làm ấy, nhưng mà cô sẽ gửi sau nhá. Rồi. Theo như câu thứ 9 này chúng ta sẽ chia thì gì? Ồ, theo các bạn thấy câu 9 các bạn sẽ chia thì gì ạ? Cái thứ nhất ở cái thứ hai ở các bạn lưu ý từ small này. Khi tôi còn nhỏ đây là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Chắc chắn là quá khứ đơn nó suy ra là đây là câu kể lại cả hai mệnh đề ở quá khứ đơn. Bởi vì cái dấu hiệu mà mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian bắt đầu từ when này này thì đây là dấu hiệu của quá khứ đơn. Được chưa ạ? Khi tôi còn nhỏ chả lẽ thì đây ở quá khứ đây lại ở hiện tại được. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Quá khứ thì phải cùng quá khứ đúng không ạ? Đó. Khi tôi còn nhỏ, còn khi tôi mấy tuổi đấy ạ? When I was small, when I was young, đấy là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian đấy. Cụm này là mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian. Đây là dấu hiệu của quá khứ đơn, nó suy ra chỗ này cũng sẽ là quá khứ đơn luôn. We came in touch with our relatives by writing letters. 10. Câu thứ 10 thì có từ nào không các bạn? Từ always. Always các bạn sẽ chia thì gì ạ? Hiện tại đơn chắc không? Mà em nói là em thấy là always ở đây là dấu hiệu là trạng từ tần suất, vậy đây là một trong những dấu hiệu của thì hiện tại đơn đúng không ạ? Nhưng các bạn hãy đọc cái nội dung ở đây lên cho cô ấy luôn luôn viết sai lỗi chính tả rất là ngớ ngẩn khi mà cô ấy viết email.
Viết thư điện tử á. Vậy đây là mang ý phê phán đúng không ạ? Vậy khi mà mang ý phê phán thì người ta sẽ cũng dùng cái từ always này, cũng dùng cái thì hiện tại tiếp diễn để thể hiện ý phê phán, phàn nàn, chê trách các bạn ạ. Vậy thì she is always making, bạn nhớ một màn kiến thức lạ lạ cho chúng ta đúng không ạ? Còn trước đây chúng ta cũng có các bạn không, nhưng mà chưa được đọc sách, chưa được gặp thường xuyên nên các bạn lại quên mất thôi. Nhớ là always khi mà dùng với thì tiếp diễn, ai cũng biết always là trạng thái tần suất dấu hiệu của hiện tại đơn, đồng ý. Nhưng always mà nếu dùng với thì hiện tại tiếp diễn như thế này để thể hiện một ý phàn nàn, chê trách, phải chưa? Phần này cô phải viết lại đây chúng ta nhìn. Đó, trong quá trình làm bài giữa đề mà xuất hiện những cái kiến thức mới như thế này đó, thì cô sẽ viết lên, hoặc là khi mà cô Thủy Tiên chữa bài cho chúng ta có cái gì đó mới lạ thì cô giáo cũng yêu cầu cô giáo viết lên trên bài nhé để chúng ta cùng nhìn. Always dùng với thì hiện tại tiếp diễn các bạn. Thì dùng để gì ạ? Dùng để chỉ một cái ý phàn nàn, chê trách. Có nghĩa dùng để phàn nàn. Ok. Nó sẽ có là am is are được chưa? Always. Trạng từ thường suốt đúng không? Nằm sau to be và trước động từ thường mà. Nên nó sẽ như thế này. Đó, vậy tổng kết lại thì tương lai tiếp diễn dùng để làm gì các bạn ơi? Tương lai tiếp diễn dùng để làm gì ạ? Diễn tả hành động như thế nào? Diễn tả một hành động. Diễn tả hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Tương lai. À, diễn tả một hành động sẽ đang xảy ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. Vậy thời điểm cụ thể này chúng ta sẽ nhận diện bằng các cụm từ như thế nào ạ? Thời điểm cụ thể. At cộng giờ. At this time, at this moment. Và có hai cái dấu hiệu của tương lai thường gặp trong thì tương lai tiếp diễn. Đó là tomorrow và the next. Được chưa ạ? Ok, và chúng ta sẽ đi vào cái phần, còn một chút thời gian các bạn đi vào cái phần từ vựng của bài 10 cho cô. Vocabulary. Tương lai tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn là lớp 7 có học đấy. Đúng không ạ? Và lớp 8 này gọi là ôn lại. 58 từ. Nhìn nhanh qua 58 từ giúp cô. Unit 10. Chúng ta mở sách trang 115. 115. And now let's have a look from number 1 till 15. Okay? Listen and say the words aloud. Nhai. A lack of. A lack of. A lack of. A lack of. Among. 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 Audience. 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 Battery. 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 Body language. Body language. Body language. Body language. Brain. 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 Channel. 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 Colleague. 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 Yeah. Colleague. Colleague. Communicate. 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 Communication breakdown. Communication breakdown. Communication breakdown. Communication breakdown. Corridor. 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 Cultural difference.
Cultural difference. Cultural difference. Cultural difference. Cyber world. Cyber world. Cyber world. Cyber world. Decade. 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 Delay. 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 Thank you. Me. A lighter among audience, battery, body language, brain, channel, colleague, communicate, communication breakdown, corridor, cultural difference, cultural difference, cultural difference, cyber world, decade, delay. Thank you. Hà Anh. Collector, among, audience, battery, body language, brain, channel, collector, colleague, again, colleague. Colleague. Communicate, communication breakdown, corridor, cultural difference. 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 Cyber world. Decade. 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 Delay. Thank you. Next. From number 16 till 30. 16 to 30. Nguyễn Như. Digital world. Digital world. Digital world. Digital world. Again, digital, digital. Digital world. Digital world, okay. Disappear. Again, disappear. 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 Yes. Discussion group. Discussion group. Discussion group. Discussion group. Explain. 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 Yes. I think explain. Express. 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 Động từ hai âm tiết trọng âm và viết từ hai đúng. Explain. Express. Next. For ages. For ages. For ages. For ages. Lâu lắm rồi. Function. 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 Glance. Glance. Glance at. Glance at. Đổi hai vị trí một chút các bạn. Glance. Glance at. A glance đi với giới từ là at. Nhìn đúng không ạ? Look at, các bạn nghe như này, look at, glance at, stare at, các loại nhìn đi với giới từ at. Glance at. Glance at. Graphic. 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 Holography. 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 Yes, one more time. Holography. Holography. Immediately. 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 One more time. Immediately. Immediately. Sleet. Immediately. Immediately. No, not really. Immediately. Immediately. Okay, instantly. 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 Keep in touch. Keep in touch. Thành ngữ học thuộc cả cụm từ này luôn. Keep in touch.
keep in touch. Keep in touch. Keep in touch. Landline phone. Landline phone. Landline phone. Landline phone. Landline phone. Landline phone. Đây là âm D không phải âm S em. Landline phone. Landline phone. Okay, thank you. Here with the words from 15 to 30. Anh Thư. Delete. Digital word. Disappear. Discussion group. Explain. Express. For ages. Function. Glance. Glance at. Graphic. Holography. Immediately. 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 Instantly. Instant. Instantly. Hello to instantly. À, các bạn có cái từ mì ăn liền á, instant noodles, instant noodles. Instantly đây là trạng từ thôi, chứ thêm đôi ly vào tính từ là trạng từ instant noodles, mì ăn liền á. Instant coffee. Instantly. Okay, instantly. Next. 29. Landline phone. Landline phone. Thank you. Next. From 31 to 45. Nguyễn. Hello, teacher. Language barrier. Language barrier. Language barrier. Language barrier. Leave a note. 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 Meaningful. 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 Meeting face to face. Meeting face to face. Face to face, mặt đối mặt, tức là trực tiếp, trực diện các bạn ạ. Face to face, mặt hai cái mặt đối diện với nhau chưa ạ? Meeting face to face. Meeting face to face. Mention. 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 Message board. Message board. Message. Message board. Message board. Yes. Multimedia. Multimedia. Again, multimedia. Multimedia. Yes. Network signal. Network signal. Network signal. Network signal. Network signal. Non-verbally. 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 Outside. 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 Oversleep. 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 Pen friend project. Pen friend project. Pen friend project. Pen friend project. Popular. 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 Reactive. Reactor. Reactive. Reactor. Real time. Real time. Real time. Real time. Thank you. My link. Language barrier. Leave a lot. Meaningful. Meeting face to face. Mention. Message board. Multimedia. Network signal. Non-verbally. Outside. Oversleep. Pen friend project. Popular. Reactor. Real time. Nice job. Very clear. Okay, and now let's have a look at the web from 46 to the end. What is it to 58? Tammy, hello. Respect.
Respect. Respect. Respect. Separation. 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 Shorthand. 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 Show up. Show up. Show up. Show up. Social media. Social media. Social media. Social media. Specific. 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 Telepathy. 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 Three-dimensional image. Three-dimensional image. Three-dimensional image. Three-dimensional image. Và các bạn ơi, cái ba chiều 3D chính là viết tắt của three-dimensional, nhớ chưa ạ? Three-dimension, three-dimensional là tính từ. Đó, 3D chính là dimension, dimensional, nhớ chưa ạ? Three-dimensional image, next. Touch screen. Touch screen. Touch screen. Touch screen. Yes. Transmission. 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 Video conference. Video conference. Video conference. Video conference. Visible. 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 Voice call. Voice call. Voice call. Voice call. Thank you. When you gonna say the words again? Respect. 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 Yes. Cô đọc cho em từ này. Separation. 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 Yes, separation. Yes. Shorthand. Show up. Social media. Social media. Specific. 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 Vì trọng âm trước đuôi x đúng không? Thế nên là vào tiết thứ hai này các bạn đọc nhẹ cái âm tiết còn lại đi. Specific. Specific. Next. Telepathy. 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 Three dimensional image. No, no, no. Look at here. Three dimensional image. Three dimensional image. 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 Okay, next. Touch screen. Touch screen. Touch screen. Transmission. Transmission, yes. Video. Video. Video conference. Again, again, video. Video. Video conference. Video conference. Visible. 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 Voice call. Voice call. Thank you. Nhai. You know, with the way from 40 to 58 to the end. Okay. Outside. Handphone project. No, 41. Oversleep. Handphone project. Popular. Quite noisy there. React to. Real time. Respect. Separation. Shorthand.
Shorthand. Shorthand. Shorthand. Show up. Social media. Yeah. Social media. Specific. Telepathy. Telepathy, yes. Three-dimensional image. Next. Touch screen. Transmission. Video conference. Visible. Voice call. Voice call. Thank you, guys. 58 words.